mềm mại. Chị có nhìn thấy của bản thân chị của nhiều năm trước ở trong Thảo, cái sự cá tính, cái sự cố gắng làm sao làm thật tốt cái vai trò của mình. Nhưng đôi khi á, cái điều mà chị học được nhiều sau những chương trình Hoa hậu và Sắc đẹp á, là mình biết cách mềm mại lại, biết cách về đúng với cái thuộc tính của một người phụ nữ, đôi khi nó sử dụng rất tốt trong công việc của mình. Trước tiên thì tụi em muốn đặt tả một cái khung cảnh là tụi em hai tay sẽ nâng những cái cánh hoa xuống và cả ba chúng em đều sẽ quay là chân bước vào, chúng em chuẩn bị tắm. Và cái cảnh thứ năm mà chúng em muốn làm đó chính là ngồi lên cạnh bồn hoặc là bò ra phía trước, đu ra phía trước một chút xíu để thấy chúng em đang tạo bọt hoặc là tương tác với sản phẩm. Em có một cái linh cảm là ok, có thể mình sẽ không phải là cái team chiến thắng, cho nên là mình cứ thoải mái và mình hãy chọn những cái gương mặt mà mình cảm thấy mình có thể làm việc với họ một cách trơn tru, dễ dàng nhất. Cho nên vì vậy là mình đã chọn Bích Thùy và Ngọc Như vào team của mình. Thảo Hoa là nó như thế này nè. Dạ đúng rồi. Là mọi người sẽ mở màn bằng cái tay á. Dạ. Chị đứng ra cho em coi góc máy đó. Em muốn lấy cái cảnh tổng thể một cái đẹp trước, xong sau đó mình mới vô chi tiết mới thấy được cái cảnh cái tay. Giờ sao, flow như nào? Sắp hết thời gian rồi. Cả ba người đều khoe làn da sau khi tắm xong á. Thế là mọi người phải chia ra từng chỗ đúng không? Mỗi một góc. Cũng có những thành viên sẽ có điểm mạnh nhiều hơn, điểm yếu nhiều hơn. Thấy lúc đấy hơi lộn xộn. Có thể là một người ở dưới này nằm dưới này đúng không? Có thể ngồi kiểu ra này đúng không? Có phải một người ngồi đây, ngồi đây và một người ở góc sẽ là cửa sổ. Kiểu, mọi người phải suy nghĩ là cái bộ cục hình nó phải so le, nó đẹp hơn. Mọi người vào thử đi. Mình sẽ đi theo một cái dây chuyền từ đây xuống đây và qua đây. Ừ, đi hình chữ S ạ. Ủa thì nằm đi để mình xem monitor luôn nè. Rồi đẹp nè, đúng rồi, yes. Looks nice. Ý tưởng của thương hiệu chúng ta là dành cho những người phụ nữ bận rộn. Chúng ta nhắc họ để họ có thể yêu chiều bản thân của mình nhiều hơn. Thì khi các bạn đưa ra cái biểu cảm á, chẳng hạn trong bồn tắm là các bạn phải tận hưởng làn da, tận hưởng mùi thơm, toát ra cái tinh thần đó, truyền tải cái năng lượng tích cực đó cho mọi người. Thì đó là cái mà anh nghĩ là các bạn nên chú ý. Chị thấy team của mình á, là một cái nội dung đơn giản, dễ hiểu, không cầu kỳ. Nhưng mà tại vì nó đơn giản quá cho nên là chưa thấy cái tính fashion ở trong đó. Các bạn hiểu là diễn như thế nào nhưng mà diễn chưa ra. Khi mà mình vuốt da của mình á, mình nâng niu cái làn da này, chứ không phải là mình chạm mấy ngón tay vô mình vuốt vậy là mình không có nâng niu nha. Cái nào dễ mình quay trước. Còn cái nào khó mà phức tạp giống như là bồn tắm chẳng hạn thì mình quay sau nha. 30 phút của các bạn bắt đầu. Bao giờ định đưa camera vậy? Như thế cái góc máy này mình nên nhìn quần áo nhiều hơn. Lấy đúng rồi, sao cái này đẹp đấy. Lấy hẳn từng người luôn ạ. Tại vì nãy mọi người không có trao đổi với lại anh camera. Thành nãy giờ nhóm này mình ưng nhất. Tại vì nãy giờ ba người xài bàn xoay không có tận dụng ba cái ô đằng sau. 4 phút đã trôi qua rồi nha mọi người. Và tụi em sẽ nói một cái câu là purity, tinh túy dưỡng da. Dạ ok, em nói xong là anh đi ra. Mọi người nói với ánh mắt phải có cảm xúc. Kiểu nhìn vào camera sâu và ánh mắt mình thật sự cảm thấy mình là purity hay là gió nhẹ không? Nhẹ nhẹ cho nó bay cái tà thôi. Yes. Purity, tinh túy dưỡng chất pháp, da nàng ngát hương hoa. Gió. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Great. Đẹp. Wow. Tay công không có mở mắt ra à. Như ơi, mở mắt. Múa quá em ơi. Vuốt người đó chị ơi. Rồi, 10 phút đã trôi qua. Rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi. Các bạn nhớ thực hiện cuộc transition nhé. Cái phút là em cầm váy chạy ngang cái xe này không? Được. Đúng không? Em thấy đẹp. Hơi thiếu. Một. Lên. Chưa cười. Ai rượt em và em cười phía sau á. Khoan, cắt cái đoạn hồi nãy được rồi, có cái đoạn ok. Ok hết rồi giờ, đúng không? Thay đồ nha. Cái shot lúc này em tự tin chưa? Em thấy chưa đủ á. Thế em làm một lần nãy nữa đi. Em thấy em chưa hài lòng em phải Thùy. Nói Thùy ơi, ở em có sự mềm mỏng từ từ đi bộ. Em đi em phải lên kiểu nó đừng, phải... đừng có đi như này. Cái ý tưởng mà cầm váy chạy qua xe hoa thì đó là ý tưởng phát sinh trong chính set quay.
thực hiện thử thách ngày hôm nay. Thùy cũng đã cố thử thách nhiều lần để thực hiện, để trong tim mình có một khung cảnh đẹp. Bạn Thùy sẽ diễn tả là sản phẩm rất thơm, da rất thơm. Như sẽ diễn tả là da rất là khỏe. Còn em sẽ là mịn, quyến rũ các kiểu. Thì em muốn anh đi theo như vậy. Thế như Thùy biết thì đây là lần đầu tiên chị Phương Thảo có cơ hội làm leader của team. Và Thùy đã cố gắng chủ động chị rất nhiều, bởi vì trong team ba người Thùy là một người có kinh nghiệm nhất về mảng quay TVC. Thùy đã chủ động và sáng tạo rất nhiều ý tưởng để có thể đóng góp cho mọi người. Các bạn còn 10 phút. Logo. Nhìn monitor để chỉnh. Xoay cái chai ra một xíu nè. Em muốn nhìn nó ấn tượng cái chai lên, nó đừng ấn tượng cái tay em. Thôi thì chỉ cho. Để nhìn thấy cái bàn tay này nhiều hơn nhiều đó. Đang hơi bóng, còn đang hơi bóng ạ. Tim ơi, cho anh hỏi là các bạn có góc quay ở phía trong bồn tắm không? Bao nhiêu bạn sẽ tắm? Dạ hai ạ. Hai bạn, và bây giờ các bạn đang chăm chút những góc máy nó không có quá khó đó. Xíu nữa các bạn sẽ không còn đủ thời gian để cho cái cảnh tắm. Các bạn chỉ còn 6 phút 30 giây dạ nha. Còn chỉnh gì nữa không? Ôi cái chai gì à, cái chai. Mọi người để ý cái xung quanh. Học acting như thế nào? Cảm giác hít thở mùi hương. Life is beautiful, yes. Em cảm thấy là đây là một thử thách khó đối với em. Tại vì mọi thứ nó đều là mới cả. Cho nên là em chỉ có thể làm tốt, làm hết sức mình. Yes, beautiful. Chờ em xíu nha, khoan rồi, nha, go. Khoan nha. Rồi. Các bạn ơi, các bạn còn có 1 phút thôi, mình nhanh chóng đi nè. 1, 2, xin quan trọng. Rồi. Thêm cái nữa. Một cái nữa thì nhìn thấy cái bàn tay nhiều hơn, bàn tay không nhìn được, đúng rồi. Lau bàn tay đi, bàn tay bên bị ướt rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thì cảm nhận được là sự thể hiện của bản thân Thùy ngày hôm nay thực sự chưa tốt. Thùy vẫn còn rất là nhiều lúng túng, vẫn chưa chủ động điều khiển được và giúp đỡ các bạn trong team của mình. Thì đầu tiên là chị thấy ở nhóm là chưa có sự phân định rõ về vai trò của từng người. Là có rất là nhiều phân cảnh mà các bạn không kiểm soát monitor khi các bạn chỉ dồn tập trung vào bên đó và các bạn quay và các bạn không biết trên này đang có gì. Thùy là một bạn sở hữu gương mặt và ngoại hình, tất cả mọi thứ đều rất đầy đủ. Nhưng bản thân em chưa có thể nổi bật được tại vì bên trong con người em thiếu lửa, em không thể hiện rõ được cho người ta biết em muốn gì. Và Phương Thảo thì ngược lại, chị cảm thấy em là một cô gái có cá tính và bên trong em là một cô gái có cái tính trở thành một người thủ lĩnh. Tuy nhiên là chị cảm giác là bản thân em lại không có tính mềm mại. Chị có nhìn thấy của bản thân chị của nhiều năm trước ở trong Thảo, cái sự cá tính, cái sự cố gắng làm sao làm thật tốt cái vai trò của mình. Nhưng đôi khi á, cái điều mà chị học được nhiều sau những chương trình Hoa hậu và Sắc đẹp á, là mình biết cách mềm mại lại, biết cách về đúng với cái thuộc tính của một người phụ nữ, đôi khi nó sử dụng rất tốt trong công việc của mình. Bây giờ sẽ là 2 tiếng để cho các bạn có thể hậu kỳ fashion video của mình.